một buổi dạ ngoại xung quanh cái vườn ao chuồng của bà chị à. Ở trên kia là những cái khu du lịch đúng không? Đó, trên đó kia. À, sát cái đèo đường 3 tháng 4 đó hả không? Còn bên này là rừng, rừng Lạ Thông đúng không? Rừng Lạ Thông bên này hả? Đẹp không? Dưới này quay đẹp lắm ấy chứ, chừng đâu đâu. Khu này đẹp lắm á, khu này là khu lòng chảo mà, ở dưới thung lũng mà. Sâu dưới này nhưng mà cái đường đi quá cực thôi. Ủa bé, cái vườn hồng này là thường thường là có trái vào mùa nào vậy bé? Tháng 8, tháng 9, tháng 10 đúng không? Đây là vườn chuối nè. Vườn dâu của bé hồi nãy mới quay rồi nè. Không, quay mấy trái thôi, quay chỗ có trái á, nó đẹp. Ở vườn hồng nè. Vườn hồng bây giờ nào cũng có kinh tế chị bé ha. Có chứ, bây giờ người ta chặt hết mình này ngon á. À. Nhưng mùa vừa rồi mình có thu hoạch được cái hồng này không? Có, được 3 mấy triệu bên kia nào cho mình luôn rồi. Anh cho mình thu hoạch luôn á hả? Nó không có công thu hoạch thì sao nó cho mình? Sài Gòn. À. Hồng này là hồng hồng trứng mà. Hồng trứng mà. Năm hồi trước cũng đông hải. Ai, một cái thung lũng đây. Ở dưới này thì thung lũng nhìn qua suốt qua bên kia là qua cái đèo Mimosa. Là ngay chỗ bệnh viện Hoàng Mỹ á. Đây cái Atiso đây. Nãy giờ quên quay Atiso cho. Cái Atiso được trồng được 3 cây luôn, ghê thiệt. Trong 3 cái Atiso. Chưa có bông phải không? Cái mô hả? Atiso được cái là lá bông củ rễ gì đó làm lá. Nên tất cả đều là vị thuốc. Mà thường thường Atiso là nó bên trong lúc nào nó đủ tháng là nó lên bông, nhưng nó đâu cần mua đâu phải không ta? Hay là mùa xuân ta? Hồi xưa là mùa xuân á, bây giờ thì không biết sao. Mùa Tết mình có Atiso nhiều, bây giờ thấy lúc nào cũng có Atiso hết á. Hình như là trong đủ ngày đủ tháng là nó lên bông á. Cái trong cây Atiso thì cái bông là đắt tiền nhất và quý nhất thôi. Atiso. Một vườn Atiso được 3 cây luôn này. Rau này rau gì? Trong để ăn thôi. Trong để ăn chơi thôi hả? Còn trên kia thì trồng gì trên kia? Trên kia chuẩn bị đậu đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan hả? Đó, nãy cái vườn áo chuông của bà chị đấy. Bà chị tên là bẻ đây. Tuy người không bẻ nhưng mà tên bẻ. Bà đang tưới nước nè, không có thấy mặt bà đâu. Bà chê. Không có đâu. Chị về chị mở cái YouTube Cương Vlog Đà Lạt ra, chị thấy cái vườn của chị liền. Nay nào hiền ha. Hả? Nay hiền. Hiền dầu nè. Dầu đã chạy rồi nè. Đó. Dầu đã chạy rồi đó. Không? Nhiều chưa? Đây là vườn hồng Đà Lạt này. Những cái hồng này tháng 8, tháng 9 nó có trái này. Người ta làm hồng dẻo rồi đó. Hồng treo gió rồi đó. Đây là vườn hồng. Vườn hồng này thì cũng chưa già lắm đâu. Khoảng chừng 10 năm. Nên cây trái nó vẫn còn đẹp lắm. Và trái rất là ngon. Cái vườn hồng này trái rất là ngon. Hồi có thời gian người ta bỏ luôn. Người ta cho ai mua hại thì hại. Vì hại nó không kinh tế, hồng nó rẻ quá, hại không kinh tế nên người ta vứt luôn. Ai mua hại thì hại đem ra chờ bán vài ba ngàn một ký vậy đó. Nhưng bây giờ thì do người ta phá hồng nhiều lắm rồi nên hồng bây giờ nó có giá lại, với là hồng người ta làm hồng treo gió rồi, hồng dẻo đó nên hồng có giá lại. Đây là nguyên toàn bộ cái vườn hồng của ngay chỗ bà chị làm. Đây. Đường đi xuống, toàn bộ đây là trồng hồng hết.
từ trên đồi xuống toàn là hồng. Mùa này thì hồng ra lá thôi, 8 tháng 9 là mới có trái. Trước kia thì hồng người ta vứt luôn. Này, toàn bộ vườn hồng. Bây giờ trồng hồng kinh tế không có cao, do đó người ta không có trồng hồng nữa. Nó bắt đầu nó trở về nè. Giờ chiều là nó trở về đó, rồi nó ăn cỏ xung quanh. Giờ nó trở về 4-5 con thì nó cứ chia bầy chia đàn ra, nó đi ăn lung tung nhỉ. Còn một chú bé con nè, đây chú bé con đi trước hai con mẹ đi về, đang trên đường đi về chuồng. Cứ đến chiều chiều 4-5 giờ là nó tự động nó đi về. Bò dưới này rất là mập, lý do là cỏ rất nhiều nên nó mập lắm. Rồi còn mấy con nó đang xuống hay dưới hay chuồng hết rồi. Ở đây thả bò thoải mái lắm, tại vì nó có cái không viên ở đây rồi, rào chặn hết rồi. Nó muốn đi ăn đâu thì nó ăn, nó đi lòng vòng nó ăn, rồi đến đúng giờ là nó quay về lại. Chứ nó không có cứ khuya tối chiều chiều 4-5 giờ là nó tự động nó đi về, không cần ai đi đuổi hết á. Hay con bé này mới sanh ra nè, đi theo mẹ này. Đây, đàn bò nó thoải mái về nhà. Thì bây giờ này nó biết là thường thường giờ này là hay bỏ cỏ cho nó ăn tại chuồng á, nên là quay về chuồng nó ăn. Đàn bò là như vậy đấy, nuôi ở đây nuôi súc vật ở đây thoải mái lắm. Bò thì cứ thả cho nó đi rong đó, rồi tự động nó về, sáng là xuống mở cửa chuồng cho nó ra, rồi chiều tự động nó về đóng cửa chuồng lại. Còn heo thì cho nó ăn bã đậu với là ăn chuỗi cây. Con đường này đi lên này, bây giờ mình chạy xe lên này, cái đường ghê rợn luôn. Chờ quá, em nguy hiểm quá, quá nguy hiểm. Đi trời này mùa nắng với mùa mưa, sau đấy mùa mưa đi đường này chỉ có nước té thôi, lồn cổ xuống ao thôi. Cho nên phải ra lại, cua này không hết cái sang, nên phải ra lại, đó, ra lại bắt đầu chạy tới, như xe tải vậy đó, đó, khúc cua này vậy đây. Giờ nó quay lên đây. Giờ này đường vô vườn này, đường ao chuồng này, nó nằm dưới độ sâu của cái núi này thì chắc phải là cả hơn cái số, hơn một cái số cái đường từ ở trên đèo, trên đầu đèo đi xuống đây, hơn cái số. Thế này lại tiếp tục có một chút nữa, ta mở đường người ta. Để có bớt dốc thì người ta phải lai theo cái triền núi mà tạo nhiều khúc cua. Ví dụ như đây, những khúc cua như thế này. À, lên tiếp cái khúc cua trên này. Ôm 3-4 cua chọ như vậy đó thì nó mới lên được khúc qua giữa đèo đó. Lai tiếp một khúc cua cua chọ nữa. Đây là khúc cua của chó tiêm này. Đây, dưới nè, cái nhà ở phía dưới là qua 3-4 cái khúc cua như vậy thì mới xuống tới cái nhà ở dưới. Nguyên vườn hồng, đây là cái mít nè. Mít bây giờ có trái nhiều rồi nè. Nhưng mít Đà Lạt trái không có ngon. Ăn làm sơ mít thì được. Giờ là tiếp tục ôm một khúc cua này.
đi một mình cái chợ người không bao giờ lên được cái dốc này hết, dốc rất là đứng. Hồi trước mùa mưa tôi vô đây không dám vô luôn, vô trơn trượt luôn. Đây dốc này, rồi chỗ này phải làm bằng, rồi tiếp tục lại một cái khu cù chọc nữa, tức là từ trên nở người ta làm con đường giống như con cảnh bò vậy đó, cảnh bò con queo. Rồi ở đây một cái khu nữa à, chúng ta thấy khu cua như thế này đây này. Cua như vậy, ôm cua như vậy sao mà cua được, hơn con rắn bò nữa, quăng queo. Rồi tiếp tục nữa, đây còn một khúc ăn, lại còn khúc ăn, lại một khúc cua, như vậy thôi mà đi xuống, hơn cái số. Rồi trở đây lại còn một khúc cua tiếp, đây, khúc cua chọn tiếp, chỉ khoảng 10 mét là một khúc cua, 10 mét là khúc cua, dọc theo tuyền núi, đây, rất là nguy hiểm. Tay lái không vững không nên đi xuống đường này, nếu mà ai tay lái không vững thì không nên, rất là nguy hiểm, rất là dễ rơi xuống vực. Đây à, ôm cái khúc cua là khổ như vậy đấy. Rồi lại tiếp tục qua khỏi khúc cua, rồi lên cái đường bạc. Đây khúc cua nào đây, đó, ôm khúc cua như vậy xuống bằng bằng như vậy, rồi tới một khúc cua cứ tiếp tục như thế là khoảng chừng 5-7 khúc cua như vậy là chúng tôi vừa khí chan như một con rắn, một con bò. Đây, tiếp tục vô một cái khúc cua bằng này, đường đi rất là nguy hiểm. Ôm khúc cua đường bằng này, đường đất chứ không phải là đường xi măng gì cả. Toàn bộ khung cảnh ở dưới rừng này là vậy, view thì rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta bắt đầu ra cái khúc đường dốc rất là cao. Đây đường dốc rất là cao, đi lên cũng khó nữa. Rồi. Ở đây là tương đối dễ đi rồi, cái này người ta có đổ bê tông, từ họ đổ bê tông làm đi đường vàng chừng 50 mét thì đổ bê tông, thì vì khúc trên này có nhà ở rồi, đây là những cái nhà ở. Đây, từ trên đỉnh núi này mà xuống dưới vực đó thì khoảng những cả cây số vậy, mà qua biết bao nhiêu là khúc cua. Tới đây thì là khu dân cư rồi, nên cái đường đi đổ bê tông nó tương đối không nguy hiểm nữa, nhưng mà dốc cũng rất là cao, dốc rất là cao. Dân chúng người ta hùng kỳ lại, người ta đổ bê tông làm con đường này, dốc còn rất là cao. Này đã có những cái khu du lịch cho quán cà phê chay và một cái homestay. Cái homestay nó lấy view núi đó. Cái bãi đầu xe của homestay nó lấy view núi, view thung lũng. Chỗ này thì cái view này thì quá là đẹp, do là người ta chưa khai thác hết cái view ở đây, do vậy do là cái ảnh hưởng đến cái chuyện gọi là xây dựng nên và họ vẫn chưa làm hết được. Giờ đây là còn một đường thế này là có người đi rồi, nhất là những anh Tây rất là thích đi bộ, chỗ nào có mặt mà anh Tây đi bộ hết đó. Càng dốc càng đồi càng núi thì anh Tây đi bộ càng nhiều. Lên trên khúc trên này là chuẩn bị ra cái đường 3/4, cái đường đầu đèo đi về Sài Gòn và đi vào thành phố là cái đường 3/4. Đường 3/4, cái tên 3/4 là kỷ niệm cái ngày giải phóng thành phố Đà Lạt ngày 3/4 năm 1975. Tới đây là chúng ta đã lên được trên khúc đường 3/4 rồi, là không còn nguy hiểm nữa. Đây là đường 3/4,
chúng ta đang quẹo phải đi về thành phố Đà Lạt. Đường 3 tháng 4 là cái đường kỷ niệm cái ngày giải phóng thành phố Đà Lạt, ngày 3 tháng 4 năm 1975. Là con đường đi vào thành phố. Dọc hai bên con đường này thì khách sạn, nhà hàng rất là nhiều. Và một số nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ người ta lợi dụng cái view chỗ hồi nãy chúng tôi mới quay á, là dưới thung lũng đó. Nên khu vực này cũng rất là đắc địa, giúp cho du khách có những cái view đẹp. Bây giờ phía trong cái khu vực này người ta có làm một cái rừng lá phong. Bữa nào chúng ta sẽ đi quay cái rừng lá phong. Cái rừng lá phong là nói đến một cái truyền tình như Việt Nam mình đó, là có một cái truyền tình rừng lá phong là của anh em Hoàng Tử Xuyết, Quốc Cơ Quốc Nghiệp, và Quốc Cơ với là ông Phượng là yêu nhau nhờ cái rừng lá phong. Thì Đà Lạt có một cái rừng lá phong. Thì hôm nay chúng ta khám phá sau. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc với người thân. Nếu xem clip cảm thấy hứng thú thì cho mình xin một like và một đăng ký để giúp kênh phát triển. Bye bye.